Xin chào thầy và các bạn, mình tên là Huỳnh Thị Phương Linh, đang học lớp IAK34. Hôm nay mình xin trình bày về ca song sinh cùng trứng. Nội dung chính của video gồm 3 phần. Thứ nhất, sinh đôi là gì? Thứ hai, các kiểu sinh đôi chính. Thứ ba, các loại phôi song sinh. Định nghĩa, sinh đôi hay còn gọi là song sinh là trường hợp đồng sinh mà hai con cùng được đẻ ra sau một lần mang thai của mẹ. Tỷ lệ song thai chỉ chiếm khoảng 1% trong thai nghén, song do tính chất đặc biệt của thai nghén cũng như nguy cơ của nó cho nên việc chẩn đoán trước sinh đóng vai trò quan trọng trong theo dõi và tiên lượng trong song thai, đặc biệt là chẩn đoán phân loại song thai. Hình ảnh cặp sinh đôi cùng hợp tử Mark và Scott Kelly đều là cụ phi hành gia của NASA. Các kiểu sinh đôi chính. Xét về giới tính các cặp sinh đôi, người ta có chia ra 3 kiểu sinh đôi: sinh đôi hai nam, sinh đôi hai nữ, sinh đôi một nam một nữ. Kiểu này có tỷ lệ thấp nhất. Xét về sinh lý học và di truyền học, trong thực tế lâm sàng của sản khoa và phụ khoa, người ta chia ra 2 kiểu chính: sinh đôi khác trứng và sinh đôi cùng trứng. Sinh đôi khác trứng, đây là loại song thai mà nó tương ứng với hai noãn thụ tinh với hai tinh trùng riêng, và đó là loại song thai mà hai thai riêng nằm trong một buồng tử cung. Đây gọi là song thai thật sự và là loại song thai hai buồng ói và hai bánh rau. Nó chiếm 2/3 số lượng song thai, hay tỷ lệ chung là 6-7/1000 số đẻ. Cặp song sinh khác trứng nằm trong màng ói riêng biệt trong tử cung của người mẹ và có nhau thai riêng. Không như các cặp song sinh cùng trứng, cặp song sinh khác trứng có thể là cùng hoặc khác giới. Ví dụ, song thai khác trứng có thể là hai bé trai, hai bé gái hoặc một bé trai và một bé gái. Tỷ lệ cùng giới và khác giới là 50-50. Những cặp song sinh khác trứng thường có sự khác biệt về mặt di truyền. Cấu trúc ADN của các cặp này chỉ giống nhau khoảng 50%. Chính vì thế, các bé song sinh khác trứng khi chào đời không có ngoại hình và giới tính giống nhau là điều rất bình thường. Sinh đôi cùng trứng. Sinh đôi cùng trứng là hiện tượng sau khi trứng được thụ tinh sẽ phân chia thành hai tế bào riêng biệt và phát triển thành hai cá thể riêng lẻ. Chính vì vậy, những cặp sinh đôi này sẽ giống nhau gần như 100% cấu trúc ADN. Trong video này, chúng mình cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về sinh đôi cùng trứng. Trong quá trình phát triển sớm của phôi trong dạ con, thì phôi lại tách thành hai. Do đó, hai thai cùng lúc được phát triển và trở thành hai người con giống nhau như hai giọt nước. Kiểu này còn được gọi theo cách thông thường là sinh đôi giống hệt nhau. Những người sinh đôi kiểu này được gọi là sinh đôi từ một hợp tử. Những người sinh đôi cùng trứng có bộ gen như nhau, cùng giới tính, màu mắt, nhóm máu. Hình ảnh hai chị em người Hoa Kỳ Marian và Vivian Brown cùng sinh ngày 25 tháng 1 năm 1927. Các loại phôi song sinh trong sinh đôi cùng trứng có thể gặp. Thứ nhất, hai màng điệm, hai màng ói, hai nhau riêng. Thứ hai, có hai màng điệm, hai màng ói chung một nhau. Thứ ba, một màng điệm, hai màng ói chung một nhau. Thứ tư, chung một màng điệm, một màng ói, một nhau. Nhiều người bị cuốn hút bởi những chi tiết và điểm giống nhau của những cặp song sinh cùng trứng. Nhưng đối với cặp chị em Sienna và Syria Pekno đến từ Tomball, Texas, Hoa Kỳ, một tình trạng bệnh lý hiếm gặp khiến họ dù là sinh đôi nhưng lại hoàn toàn khác biệt chính là Sienna được sinh ra với hội chứng lùn nguyên thủy, còn Syria thì không có. Dù là chị em song sinh cùng trứng, nhưng cả hai hoàn toàn khác biệt cả về ngoại hình lẫn thể chất. Như chúng ta đã biết gần đây, vào ngày 9 tháng 11 năm 2022, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã công bố một ca sinh đôi cùng trứng, nhưng khác nhau về kiểu hình và kiểu gen. Đây là lần đầu tiên Việt Nam phát hiện ca song thai đặc biệt như vậy, và là ca thứ hai trên thế giới. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiếp nhận một trường hợp thai phụ 23 tuổi, mang thai lần đầu, thai tự nhiên. Kết quả siêu âm cho thấy chung một bánh nhau, hai buồng ói từ thần thai thứ 8. Thai phụ đến đơn vị can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám ở tuần thai 16 vì có một thai phù. Sau khi hội chẩn, siêu âm và chọc ói phát hiện thai A phù. Giới tính trên siêu âm là nữ, kiểu gen nữ tóc nơ 45X. Thai B bình thường về mặt hình thái và giới tính. Trên siêu âm là nam, kiểu gen nam 46XY. Các xét nghiệm di truyền chuyên sâu khác cũng đã được thực hiện và chứng minh rằng hai thai chung một trứng, cùng bánh nhau nhưng có kiểu gen khác nhau. Theo tài liệu y văn trên thế giới, song thai cùng trứng giống nhau hoàn toàn về kiểu gen và kiểu hình, cùng giới tính.
Nhưng đây là trường hợp cực hiếm, minh chứng cho thấy vẫn có một số trẻ song thai, cùng trứng nhưng không giống nhau 100% về kiểu gen và kiểu hình. Nhận định ca bệnh hy hữu đặc biệt này đã cung cấp một góc nhìn hoàn toàn mới, sâu và rộng hơn cho ngành y, di truyền học và ngành sản phụ khoa. Việc công bố ca bệnh sẽ giúp các đồng nghiệp, chuyên gia lĩnh vực sinh sản có thêm những bằng chứng khoa học về các trường hợp song sinh. Từ đó, nếu có gặp những trường hợp tương tự khác, các bác sĩ có thể nhận định can thiệp kịp thời. Phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.